Chị làm về quả cam đi ạ. Em gọi cả trái đất vào đăng ký kênh cho chị. Nhớ là phải giữ lời đấy nha. Chờ chị tí. Hẳn là chúng ta đã ăn cam quá là nhiều rồi, nhưng liệu các bạn có bao giờ thắc mắc quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu giống màu cam, hay màu cam được gọi là màu cam vì nó có màu giống quả cam? Bí ẩn về cây cam mọc ra quả chanh có điều gì đặc biệt? Hay quy trình thu hoạch cam đầy choáng ngợp khiến ai nhìn cũng mê mẩn có điều gì bất ngờ? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về quả cam mà 99% mọi người chưa biết. Đầu tiên chúng ta hãy cùng giải đáp một thắc mắc, đó là vì sao người ta lại gọi là quả cam? Quả cam được gọi là quả cam vì nó có màu giống màu cam, hay màu cam được gọi là màu cam vì nó giống quả cam nhở? Gì đó? Ủa gì đó? Ú là trời, quá là dễ phải không nào? Và đáp án chính xác đó là màu cam được gọi theo tên của quả cam. Bởi đơn giản, quả cam có trước màu cam nên tên gọi màu cam chỉ ăn theo quả cam mà thôi. Theo tìm hiểu, vào năm 500 năm trước công nguyên, quả cam đã xuất hiện trong định nghĩa về hoa quả của dân tộc Chancaris ở Đông Nam Á dưới cái tên gọi là Naranga. Một thời gian sau thì loại quả vừa chua vừa ngọt lại mọng nước này được đưa tới Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 10. Từ gốc Naranga được người dân xứ sở Bò Tót đọc trẹo thành Narachi, và từ đó thì trái cam có tên mới. Tiếp đó thì vào năm 1200, đến lượt người Pháp được sờ tay vào thứ quả có vỏ sần sần này. Họ ngắm nghía màu sắc vàng hơi ngả đỏ của nó và quyết định gọi bằng một cái tên đậm chất địa phương, đó là Pomme d'Orange. Trong tiếng Pháp cổ thì từ này có nghĩa là cam táo. Sau khi một loạt các quốc gia kể trên được thưởng thức quả cam thì mãi cho tới thế kỷ thứ 13 mới tới lượt người Anh được thấy trái cam đầu tiên và cũng đặt tên cho thứ quả mới lạ này là Pomme Orange. Và cuối cùng, sau 7749 cuộc vi hành sương sương trên 204 quốc gia và các vùng lãnh thổ thì quả cam giờ đây đã có tên chính thức là Orange. Cùng với đó thì quá trời hình dáng, hương vị độc đáo mà đến fan cứng của cam cũng chưa chắc đã biết đâu nha. Thứ hai, những kỷ lục siêu ấn tượng về quả cam. Cho mình hỏi là bình thường nhà các bạn mua cam khoảng bao nhiêu tiền 1 kg? Chắc đắt lắm thì cũng khoảng 50-100 nghìn thôi đúng không nào? Ấy vậy mà tại Nhật Bản còn bán hẳn một loại cam tận 300 cành cơ. Các bạn đã thử chưa? Và loại cam mà mình đang muốn nói đến ở đây chính là Dekompon. Loại cam được mệnh danh là ngon nhất và đắt nhất trên thế giới hiện nay, nổi bật với ngoại hình siêu đẹp mắt cùng với vị ngọt ngào sánh ngang với kẹo, nên cái giá của nó chát cũng phải thôi. Còn để mà nói về danh hiệu vàng trong làng kỳ lạ thì chắc chắn phải kể đến những quả cam hình ngũ giác Gokaku no Iyokan có 102 sau đây. Loại cam này hiện đang được bán rất chạy ở Nhật Bản, đặc biệt là mỗi dịp thi cử. Bởi cái tên Gokaku no Iyokan còn có nghĩa là vị ngọt của sự thành công trong các kỳ thi, nên loại quả cam này được xem như là một lá bùa may mắn trong các kỳ thi của các sĩ tử là như vậy đấy. Thế nhưng Việt Nam của chúng ta cũng không hề kém cạnh. Và danh hiệu loại cam to nhất nhì trên thế giới ắt hẳn là thuộc về giống cam cổ Động Đình, Hưng Yên. Tại đây, quả cam to như bưởi, quả to nhất nặng trên 1 kg, còn bình thường thì cũng khoảng 400-500 g. Mỗi tội là vị của loại cam khổng lồ này rất chua nên ít mang lại tiềm lực kinh tế, và từ đó thì giống cây này cũng hiếm người trồng và cũng như đứng trước nguy cơ bay màu. Cơ mà nãy giờ khám phá biết bao nhiêu là loại cam, liệu các bạn đã biết cách thu hoạch cam quy mô và siêu ấn tượng tới mức độ nào hay chưa? Cùng theo chân Kính Lúp TV khám phá ngay và luôn nha. Thứ ba, choáng ngợp trước màn thu hoạch cam siêu nhanh, siêu thần tốc. Các bạn biết đấy, làm nông thì chưa bao giờ nhàn hạ bởi vô số những vất vả mà chỉ những người từng làm nông mới có thể hiểu được, nhất là mấy loại quả mọng nước và chín hàng loạt như cam. Nếu không thu hoạch nhanh là rất dễ lỡ mất mùa. Bởi vậy mà những loại máy móc hiện đại và tiên tiến đã ra đời, điển hình như chiếc máy siêu to khổng lồ này đây. Khỏi lo việc thu hoạch đổ đống sẽ rất nặng, người nông dân giờ đây chỉ việc hái vào bao, còn phần di chuyển lẫn vận chuyển đã có máy lo tất. Muốn hái bao nhiêu cũng được luôn, miễn là người nông dân đủ sức. Tiện hơn nữa thì các bác nông dân có thể tậu luôn con máy thu hoạch cam tự động của nhà Nelson Harvester này đây. Đầu tiên, sau khi hệ thống bạt được căng ra bên dưới tán cây, cơ chế hái và hệ thống làm sạch sẽ được hoạt động, khiến cho toàn bộ trái cam trên cây
đều rơi hết xuống tấm bạt như một cơn mưa. Sau đó thì hệ thống băng truyền sẽ tự chuyển hết lượng cam vừa hái được tới các sổ đựng. Và thế là cả quy trình thu hoạch một cây cam chỉ tốn chưa đầy 15 phút nhưng đã thu hoạch được tới cả nghìn cân luôn. Thế này thì có mà mấy cánh đồng cò bay mỏi cánh cũng không hết. Vẫn cứ là ok la, chiếc máy này sẽ lo được tất. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với cỗ máy nào kể trên thì nhớ để lại cảm nhận xuống phần bình luận nha. Và tiếp theo là một trường hợp vô cùng độc lạ mà nhiều người sẽ không tin là chúng tồn tại luôn. Thứ tư, bí ẩn cây cam mọc ra quả chanh. Nếu như ở Trung Quốc, chúng ta không khỏi choáng ngợp trước những màn phối giống đỉnh cao giữa cà tím với thanh long hay là táo với dưa hấu như thế này. Ai chà chà, nhìn được của nó đấy. Thế thì ở Scotland lại chấn động với một thông tin là một cây cam lại mọc ra quả chanh. Hơn hết, đây là loại cây hoàn toàn bình thường và có thật, chứ không hề cắt ghép như những video ảo tung chảo kể trên đâu nha. Theo đó thì cô Julia Nisbet, một nhân viên y tá và cũng là mẹ của ba đứa trẻ, đến từ đông Lothian, Scotland, đã mua một cây cam với giá 15 bảng Anh, tức là khoảng 435.000 đồng Việt Nam tại một trung tâm cây giống 9 năm về trước. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vào một ngày đẹp trời năm 2011, cô bỗng dưng phát hiện ra cây cam nhà mình có 25 quả cam mọng nước và 4 quả chanh vàng chóe trên cành. Khỏi phải nói, cô đã phấn khích khi mà lần đầu tiên thấy điều kỳ lạ này. Còn theo như ông Neil Fishlock, người đứng đầu trong nghệ thuật trồng cây ở Dubbies, cho rằng cây này có thể đã bị ghép một vài cành chanh vào nên mới xuất hiện hai quả cùng lúc như vậy. Và quả thật, nghệ thuật ghép cây không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Thậm chí ngay tại Việt Nam đã từng có rất nhiều những nông dân gây sốt khi mà thành công tạo ra những cây ngũ quả, tức là gồm 5 quả trên cây, hay thậm chí là thập quả, tức là 10 quả trên cây mới ghê gớm nha. Điển hình như là ông Lê Đức Giáp, 67 tuổi, tại thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã nghĩ ra cách ghép được tối đa tới 10 loại quả trên một thân cây. Các loại quả này chủ yếu đều cùng là họ hàng nhà cam quýt như là bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi hồ lô, cam đường, cam vinh, phật thủ, quýt, quất, chanh đào, vân vân. Nói chung là ghép cây nọ vào cây kia là hoàn toàn có thật luôn. Nhưng mà với điều kiện là chúng phải cùng họ với nhau nha. Chứ cứ đi ghép cam với táo hay là cam với thanh long thì chịu. Và không biết là ở đây có nhà bạn nào sở hữu những loại cây ghép kể trên hay chưa thì nhớ comment khoe ngay cho mọi người cùng trầm trồ nha. Và kế đến là một sự thật nổi đinh nổi đám về quả cam mà những chiến thần lịch sử nhất định phải biết. Thứ tư, Trần Quốc Toản và sự tích bóp nát quả cam. Alo alo, 500 anh em họ hàng nhà Trần đâu hết cả rồi, bơi vào điểm danh ngay và luôn đi chứ còn gì nữa. Bật mí cho các bạn luôn, là admin cứng lúc cũng họ Trần luôn đấy nha. Và các bạn biết không, chuyện lá giữa ti tỉ những cái tên anh hùng nhà Trần đình đám đã giúp cho nước ta đại thắng quân Thủ hết lần này đến lần khác. Thì khi nhắc tới các vị tướng tuổi trẻ tài cao, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người có lẽ là Trần Quốc Toản cùng với sự tích bóp nát quả cam năm nào. Tương truyền, vào năm 1282, Trần Quốc Toản khi ấy mới 15 hay 16 tuổi, nhưng đã sớm ý thức được đất nước đang trước hiểm họa xâm lăng, nếu không đuổi giặc đi thì nước sẽ mất, nhà sẽ tan. Sẵn thấy vua Trần mở hội nghị bình than để bàn kế chống quân Nguyên, Trần Quốc Toản hừng hực khí thế đến chỗ vua xin một trận đánh giặc. Ai ngờ, vua chỉ thưởng cho quả cam, khen có lòng yêu nước, nhưng cần về rèn luyện thêm, vài năm nữa hãng ra trận. Cầm quả cam trong tay, mà lòng ấm ức không nguôi. Vua ban cho cam quý, nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự việc bản nước. Lại nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, Quốc Toản nghiến răng căm hận, tay cầm quả cam bóp nát từ lúc nào mà không biết. Chưa chịu thua, ngay khi trở về nhà, Quốc Toản liền chiêu tập binh mã, đóng chiến thuyền để 6 chữ phá cường địch báo hoàng ân vào lá cờ và trực tiếp ra trận 2 năm sau đó, cũng như góp một phần không nhỏ trong các chiến thắng ở Tây Kết, Trương Dương Độ hay là sông Như Nguyệt. Sử sách đã miêu tả, đối trận với giặc, Trần Quốc Toản tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải tránh lui, không kẻ nào dám đối địch. Qua đó đủ để hiểu, võ nghệ cao thâm của vị tướng trẻ này không phải là dạng vừa rồi. Chỉ tiếc là báo hiếu đất nước chưa được bao lâu, thì vào năm 1285, trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã không may hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Và dù sao thì những đóng góp mà vị anh hùng này để lại quả là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, phải không các bạn? Vậy thì còn ngần ngại gì mà không comment, họ Trần mãi đỉnh nào các bạn ơi. Và tiếp đến là một hiện tượng siêu hiếm gặp ở quả cam khiến các nhà khoa học từng đau đầu tìm lời giải đáp. Thứ năm, giải mã hiện tượng quả cam chuyển sang màu tím chỉ sau một đêm. Các bạn thân mến, quả cam xưa nay ngon ngọt, mọng nước dễ ăn là điều không ai có thể phủ nhận. Nhất là trong những ngày hè oi nực, có đĩa cam cắt sẵn đặt trong tủ mát thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Ấy thế mà cùng là cam, nhưng quả cam này lại khiến cho nhiều người khóc thét.
và từ chối nếm thử luôn. Chuyện là cô Nettie Moffitt, một cư dân của vùng Brisbane, Queensland, sau khi đi chợ mua được ít cam tươi, liền hí hửng cắt ra làm vài món nhẹ cho con trai 2 tuổi. Và mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua, tốt đẹp cho đến khi đứa bé không ăn hết nên còn 2 miếng dư được để lại trong bếp. Thế rồi đến sáng hôm sau, cô tá hỏa phát hiện 2 miếng cam ấy đã không còn là cam nữa mà chuyển sang màu tím từ lúc nào không hay. Đã vậy, còn trông không khác gì những muối cam vừa bị nhúng vào một bình mực. Tuy nhiên, cô Nephi Moffitt khẳng định, trông có vẻ như ai đó đã nhúng những miếng cam này vào mực. Nhưng tôi xin khẳng định với các bạn là chúng tôi không. Tôi cũng đã đi qua thùng rác để nhìn 3 miếng cam con trai tôi đã ăn, xem liệu chúng có chuyển sang màu tím như những miếng cam còn lại trên băng ghế hay không. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là tôi không muốn chúng ảnh hưởng tới con tôi. Nhưng thằng bé vẫn ổn và tuyệt đối không phải giống như trong các bộ phim truyền hình. Ngay lập tức, cô Nettie Moffitt đã nhờ tới trung tâm y tế vào cuộc. Và cái kết là lỗi không thuộc về cô hay quả cam, mà là lỗi tại con rào cắt cam. Theo đó, trong thí nghiệm thì các chuyên gia thấy rằng các miếng cam bình thường khi tiếp xúc với sắt hay các vật kim loại sẽ lập tức tạo ra phản ứng và chuyển sang màu tím. Và vừa hay, con rào cắt cam nhà cô Moffitt cũng đang hơi han rỉ. Nên sau khi phản ứng với chất chống oxy hóa, anthocyanin trong quả cam liền bị đổi sắc sau một đêm. Uầy, đúng là hú hồn con trồn. May mà cái lỗi tại con dao, chứ quả này mà nghiên cứu ra mua nhầm phải quả cam Trung Quốc có nhuộm chất ung thư như kiểu mấy trường hợp sau đây thì đúng là khóc thét. Thứ 6, thử hư cam Trung Quốc nhuộm hóa chất ung thư. Cam Trung Quốc đội lốt cam Vinh dù đã vào cuối mùa. Cam Trung Quốc nhuộm chất gây ung thư. Các bạn thân mến, thực tế thì ngày nay những loại hoa quả Trung Quốc tràn ngập vào nước ta không còn là quá xa lạ và việc cam Trung Quốc tràn vào thị trường cũng không phải là hiếm gặp. Nhưng đáng sợ thay, đó là những loại cam có tẩm hóa chất mà khiến ai cũng phải rùng mình kinh hãi. Theo như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Vũ, Nguyên Viện Phó Công nghệ sau thu hoạch cho biết, nếu bảo quản bằng các biện pháp an toàn thì thời gian cam tươi có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng, mận tươi 10 ngày, vải tươi 3-4 ngày, chứ không có hoa quả nào để mãi nửa năm mà chưa hỏng như nhiều loại quả bán trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đèn Tiết kiệm Điện năng và Dung dịch Hoàn hóa Điện hóa từng đến tận nơi những bể hóa chất ngâm tẩm hoa quả khổng lồ Trung Quốc cho biết, đứng cách xa hàng mét, ông đã ngửi thấy mùi hắc khó chịu. Ông còn thấy những người làm tại đây lâu năm, môi thâm, bàn tay bàn chân bợt bạt. Hay như một số nơi ở Hà Giang, người ta thay những bể lớn bằng các chậu nhựa để ngâm hoa quả. Táo, cam, quýt sau khi ngâm trong hóa chất sẽ được vớt ra để ráo và cho vào bao lưới hoặc là túi bóng, đóng trong thùng giấy và vận chuyển đi tiêu thụ. Thậm chí ngang nhiên bơm thuốc vào quả cam như thế này để cam ngọt hơn, tươi lâu hơn cũng có thể xảy ra. Và do đó hơn ai hết, những người tiêu dùng hãy bảo vệ chính sức khỏe của chúng ta, chỉ ăn những loại hoa quả theo mùa, ưu tiên người Việt dùng hàng Việt và lưu ý chọn những cơ sở uy tín để mà mua các bạn nhé. Ngoài ra thì cũng có một số các mẹo để các bạn phân biệt cam Trung Quốc và cam Việt Nam như: bên ngoài, cam Trung Quốc có vỏ láng mịn, không tì vết, màu sắc tươi lâu. Bên cạnh đó, khi được bày bán thì cam Trung Quốc có phần cuống nhưng mà màu hơi thâm và rất dễ rụng. Cuống không chắc chắn như là cam của nước ta. Khi bổ cam thì phần cùi có màu hơi nhạt và không có mùi thơm. Đặc biệt, các giống có xuất xứ từ Trung Quốc đều không có hạt, vị ngọt đậm và múi thì có vẻ hơi bị úng. Các bạn đã nhớ hết chưa nào? Đồng thời thì cũng đừng quên chia sẻ video đến người thân cũng như comment tẩy chay cam hóa chất để lan tỏa thông điệp tới nhiều người hơn nữa nha. Và cuối cùng là một chuyên mục mà các bạn đều rất mong chờ đây. Thứ 7, bạn hỏi hay, kính lúc trả lời ngay. Uta, giờ này em đang học mà chị đăng video, em bấm xem mà em quên tắt cam tắt mic. Thế là toang em, với cái này là lỗi của chị nhá, không phải lỗi em. Ô hay, lạ thế, sao lại là lỗi của chị nhở? Nhưng mà nhắc nhở các bạn là lần sau xem video ấy thì tốt nhất là nên xem ở giờ ra chơi hay là chúng ta đã đi về rồi thì mới xem nhá. Tuyệt đối không được xem khi mà đang học bài hay là chưa làm bài tập xong đâu nha. Như vậy là không tốt đâu đấy. Bạn Yến Trang có comment: may quá, em không định làm tiếp viên hàng không, chứ không chắc em đập khách hàng rồi. Úi dồi ôi, báo quá em ơi. Nhưng mà quy định thì vẫn là quy định, đã chấp nhận theo nghề thì chúng ta phải chấp hành thôi. Bạn Hồng Miu: chị ơi, em có một thắc mắc. Thời phong kiến từ triều đình cho đến dân thường, ai cũng mặc quần áo cứ như là bê cả cây vải trên người. Vậy mỗi lần đi vệ sinh thì phải làm sao ạ? Mong chị giải đáp cho em hiểu. Em cảm ơn chị. Ôi dồi ôi, hỏi gì mà khó thế hả bạn Hồng Miu? Mặc dù là chị không biết cụ thể người ta đi vệ sinh kiểu gì, nhưng mà chị đã từng đăng video tám biển ly kỳ và thú vị về cách đi vệ sinh của người xưa. Em có thể xem lại, biết đâu có câu trả lời nha.
Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ về quả cam, một trong những loại quả vô cùng phổ biến và nổi tiếng trên toàn thế giới. Và các bạn cảm thấy bất ngờ nhất với sự thật nào kể trên thì hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.